Hello anh em nhá. Thì hôm nay hai anh em đang đến chợ chợ sáng. Hôm nay là mùng 9. Chợ thì hay rơi vào tầm mùng 4 hay mùng 9, 14, 19, 24, 29. Đấy là những ngày âm. Ngày âm thì phiên chợ Hoàng Hoa Thám sẽ mở vào những ngày đấy nha anh em nhá. Thì hôm nay anh em đang rảnh rảnh lượn quanh một vòng chợ Hoa Thám. Chào anh em đi nha anh em nhá. Ok nha. Đi thôi anh em ơi. Chợ anh em cứ thấy con nào nhốt riêng một mình là thêm hay nha. Tiểu mì rất là thuần nha anh em nha. Lắm loại chim lạ nha. Quế lâm. Còn này toàn bẫy trên rừng mà. Quế lâm. À đây đợt cái ông ở gần nhà anh mà cái ông mình vào một lồng này, ông bẫy được con này. Ô con này con gì ấy? Nó con chim trông lại. Con chim mũ vịt tên là gì ấy? Ủa, trông đẹp phết nha. Ờ đợt ông bẫy được con này cứ nhốt là nó cũng rỉa lông cho khuyên luôn. Có nghĩa nhốt chung với khuyên là rỉa lông, con này chắc mái này. Nhìn như tiểu mi ấy. Không phải tiểu mi đâu, con này con mái này. Mấy con kia này. Con có mũ chắc con trống. Anh em lên đây thâu lựa chọn chim. Ôi trời ơi bên này này. Con xanh là con xanh này là con gì? Ôi con xanh lộn. Ấy. Con này là siêu làm xiếc. Chuyên làm xiếc. Mấy con trên này chắc mấy con bầy đấu à. Mấy con bộ đẹp. Xong à. Xong mà bộ đà phết. Để quay con bên này nè. Vẹt. Treo mẹ chân lên. Alo ạ? À tôi lên được, tôi lên được. Alo. Đây Thanh Tước này. Quế lâm. Con oanh cổ đỏ. Đây, oanh cổ đỏ. Ờ oanh cổ đỏ mà này hot áp hết. Ngũ sắc này. Ngũ sắc hot. Ngũ sắc nhìn nó rất giống quế lâm nha. Mì khiếu. Quế lâm trông đẹp hết. Quế lâm nhìn nó giống màu ngũ sắc mà. Màu này là màu núi. Màu núi. Trời bộ cảnh. Trời phan. Chìa vôi ngày xưa mà. Đuổi con này nếu đuổi được. Nó chạy nhanh vậy. Nó không bay đâu nha, nó cứ chạy dưới đất. Nó mà đuổi, đuổi mà, mặt. Cứ nghĩ là nó nếu chạy được, đuổi mãi nó đuổi được. Đây dọc bên này là bắn đàn đấy anh em ạ. Ôi trời than nhiều lắm. Ôi này đó cái trời than này. Than lửa. Vào đây than lửa Hồng Hạnh vào đây xem nào. Tiểu mi. Than lửa trời than rất là nhiều. Bồi VIP vậy. Ôi trời đất. Xe than đây. Toàn bộ to phết đấy anh ạ. Ôi, toàn bộ to rồi. Ồ, con kiều đuôi bộ dài không anh ạ? Đây là con này này. À, con này dài vãi ra. Lửa, lửa đây rất là lửa Bắc không? Con than kia dài à? Con nào?
Ông con dài vãi trường luôn. Đâu vậy? Kìa kìa, con ngô đứng ở dưới kìa. Con bổi. Con bổi VIP ấy. Bổi VIP. Không hay. Lửa thao ở đo đuôi. Mình lửa xếp hàng. Lửa bác gì trông xấu ấy. Đến xếp lì. Hàng. Kiểu bộ nó nhìn cứng đờ. Ôi, con này chết hay sao này? Chết. Không hay, không hay. Ai chưa chết đâu. Bắt, bắt. Kẹp chân, kẹp chân. Gỡ à, gỡ. Mắc cửa lồng hay sao? Mắc, 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 mắc. Trời đất này. Ôi, chết này. Trời đất. Dạ màn. Để đi. Đây bán phụ kiện lồng, phụ kiện lồng chim. À, có sắc pháo. Sắc pháo. Sắc pháo này bao tiền con này chú ạ? 150 à? Vào cám rồi đấy đúng không hả chú? Sắc pháo nhìn giống ấy hút mật đấy. Nó là hút mật đấy. Con này hôm ở Đầm Trành thấy có con bay mà. Sắc pháo. Chào màn núi à. Quả lồng bẫy. Con này đắt hơn rồi chú. Con này. À. Lồng đẹp nhỉ. À, lồng nhựa. Lồng nhựa. Trông nhìn nhìn lồng tàu á, đẹp phết. Nhìn đẹp thật, nhìn lồng tàu nhìn đẹp. Gió chết đấy. Con này. Tài nó yếu hơn khuyên. Yếu hơn khuyên. Sắc pháo. Khuyên ba con sắp chết. Chim sâu. Năm chọc khuyên. Chọc khuyên. Lồng bẫy ngày xưa à. À. Ngày xưa mua bẫy khuyên cái lồng này. Ngày xưa mua là cái lồng này sướng này. Ấy đâu bác là rút cho nó chạy xuống. À, chỗ mà anh em bẫy khuyên. Buổi sáng là các ông các chú hay mang ra đây ngồi tặng khuyên ở bên này. Kiểu mi, kiểu mi. Cái bên này là đây, cái bên này là ông chỉ bán lồng màu độc nhất, các loại lồng thôi. Lồng bẫy, lồng tàu. Lồng kia đẹp nhỉ, lồng hút mật kìa. Đây là. Đây là. Nhìn lồng lồng như lồng tàu. Lồng hút mật đẹp. À, là lồng nhựa. Đây quả này mà nhốt ấy hay này. Ờ quả này. Nhìn đẹp mà như là nó là lồng nhựa. Lồng nhựa. Chế cái lồng hút mật này bao tiền này ạ? Lồng này này. 350 à? Rẻ đẹp. Dễ như thế nào? Cái này nó là tuột, tuột, tuột. Gỗ ấy, gỗ gỗ vẻ mốc meo. Cái này đẹp thế à? Xanh xanh ngọc. Tao nhìn nó hay mà. Con thuần thuần cầm đi chơi. Ôi cái lồng đấu màu ấy hay. Lồng này hút mật. Không, anh bảo lồng này là đen đen à, này. Lồng trong này, mấy lồng trong à, lồng đấu, à, đẹp phết này, đẹp. Lồng này, mấy lồng này lên hình đấy ạ. Cùng vác. Mấy quả. Mấy quả trồng bay phượng múa. Tiên si. Tiên si. Sâu dế. Ừ.
Đợt trước anh sang nó nhiều dàn lắm mà sao bây giờ có mỗi dàn màu này nè. Đợt trước nó ghi còn cột chào màu, cột khỏe, cột mi. À đấy. Đợt trước nó ghi ở các cái cây này này, đây, điểm này là dãi dãi màu. À kìa, chòe dãi bên kia kìa. À. Ra tiêm thêm được con nào chơi. Đấy, chòe dãi bên kia kìa. Đây, các chú ngồi bên này này. À đấy. Quán này là đông nhất. Ở bên này, dãi đủ các loại. À, Indo. Cái than Indo quay cho anh em xem này. Ôi, con than Indo. Này, con Indo anh ạ. Lồng ở các bác cổ. Xù xù than Indo. Bên này hút mật, họng đen. Ồ, bàn ngàn hút mật luôn. Đấy, chuyên hút mật. Cái này là con Nepal mạo trẻ thật. Hút mật Nepal. Một dàn này là Nepal, trong là tiêu. Cái kia hay phết đấy. Con này hay. Đấy, hot à phết. Chú ơi, con này bao tiền đấy chú? 3.5 triệu. Chim chơi được rồi. Chơi rồi, 2.5 rồi. Thấy hot ác thế. Con đời thật cái dòng này. Bắn là mâm. Nó nhiều loại lắm, anh nhìn cứ khác nhau tí rồi. Đâu con nào bắn là năm màu. Con dưới đuôi dài không này? Đấy. Con dưới này sao lại đuôi dài không này? Đấy là Nepal. Nó cùng là chú mật. Đây là con tiêu hô này. Con này năm màu à. Tóc pháo. Thò cả đầu ra. Thò cả đầu ra. Cái đầu nó bé ân thân. Thò cả đầu ra sợ thật, cảm giác ghê ghê. Cảm giác kiểu rất gian mẹ. Trên đi. Cái da nó hơi to. Hút mật là trời đồng thế nhỉ. Tiêu hô. Đây là đắt nhất đấy. Chim này nó là chim di cư. Nó không phải chim của mình. Nên là nó đắt cái kiểu là do là nó ít. Đây là nó ăn cám rồi. À, đang hót hút mật này, chơi đầy hút mật này. Con này là con bảy màu. Bảy màu. Năm màu. Các pháo. Chứ mật thì chỉ phải hút mật. Đây là chim bánh tay, chim non, năm màu họng đen. Một số nuôi rất nhiều hút mật, bán ở chợ đây anh em nhé. Anh em có ra mua thì ra đây mua nha anh em nhé. Con này chơi là ra tách vàng phải không chú nhỉ? Không đen. Dạ, con nào hot. Kiều. Kiều loại này chơi ra tách vàng đẹp lắm. Kiều hot ác thế. Này là con sắc pháo. Hot đấy. Sắc pháo hot này. Chuyên hút mật. Ông chú chuyên hút mật.
trong nhà còn nhiều lắm. Ủa, nó bé tí nghe. Xe Nam Gia Lai à. Dưới là Sơn Ca Bổi. Ca Bổi, Khánh Hòa. Này là con phát lửa. Phát lửa. Mấy con mào về bộ to dã man. Kinh nhỉ. Trẻ nam, trẻ bộ dài nhỉ. À, trẻ than nam nhỉ. Dài vãi trưởng. Vùng Gia Lai. Và mấy con bộ dài. Toàn bộ to dài. Ui, con kia đuôi dài. Ở đây gần như là con nào cũng dài. Ở đây chỉ có nhìn bộ bắt thôi, chứ còn nó toàn kiểu sợ ấy. Nên là không con nào ra bộ. Đuôi dài vãi ra. Dài to. Quét mày trắng. Xanh xe vét. Không ạ. Sơn Ca này bao tiền con hả anh nhỉ? Con này cũng thế hả anh? Con chọn lọc. À. Sơn Ca. Các bạn em thấy anh đâu em định gọi cho anh nhé. Anh thấy định gọi cho anh 350 con Sơn Ca. Nhiều quá rồi, không có lần để chốt thì mấy con. Sơn Ca này nó hiền, nhát mà. Làm bộ dài lắm. Rồi bên kia nhiều màu lắm anh em. Toàn màu tuyển thôi. Màu toàn mấy con bộ trâu. Còn con giữa này. Còn số 16 kìa. Bộ đẹp dã man luôn. 16 à. Sáu bộ được á. Sáu là bộ này mặt gấu nhá. Mặt mà thực dữ luôn đấy. Ngắm em còn con nào không? Ở đây toàn bộ tuyển. Đẹp lắm. À bắt rồi, bắt rồi. Vừa chỉ quá. Con 16 lấy mặt dữ mà. Nhìn ra bộ như thế không nhanh lắm. Không nhanh lắm á. Không nhanh lắm á. Con này đẹp đấy. Hỏng vẫn vàng nha, hỏng vẫn còn lửa luôn nha, hỏng vàng ươm. Nhanh thật. Mình chỉ ra là ăn 19 em màu lần đẹp này. 19 lần đẹp nhỉ. Mà cái răng đứng thì nó hơi bền cầu. Không giữ. Con 16 giữ hơn nhỉ. Đúng rồi, con 16 rồi. Con 19 kia lần đẹp. Con này 16 này lại mặt giữ vãi cả đá. To. 16 đẹp mà. Đây con 19 đẹp mà. Bộ màu lần. Lần đẹp luôn. Buộc dây bao tiền? Một dây là 600.000 một con, bắt chọn con nào được. Con này là mấy tiền đây anh? 400 à? Rẻ thế. Áo anh mua mất rồi. Đẹp à. Con 19 kia đẹp rồi, màu lân. Giờ tắm tuyến hết chưa? Cúng thoải mái đó, không bắt con nào được. Cắm gà 100%. Con 19
19 là bên kia thì có 19 thì nó không dây vào 5 lít, có 19 nổ suốt từ sáng nó rất màu bò. 19 màu lân đẹp. Không dây 5 lít. Có bên dây. Bên còn bên tay phải này là 100 cả đàn đúng không? Không bay mặt dữ. Xe cộ đây vừa mà mua sâu với ở cao cao đây. Xe cộ mà không thấy sợ. Con trời khiển có bà chị bán sâu dế lông lá mượt phết đấy, chim non này. Non lên khiển. Tuy nhiên là non rồi nhưng mà nó ấy phết đấy. Hỏi thì sao nào? Vì ở đây nó không sợ. Không sợ gì? Chòe thường ở đây sợ lắm. Bật phai. Thì bật phai rồi nhìn xem. Thử test con này nha anh em nhé. Test xem có được không. Được là lấy luôn. Con này bộ cũng to, bộ to lông mượt, không sợ nhỉ? Đi đường rất đông này, như thế này mà không sợ nhỉ? Trời đất, đất ra bộ đẹp phết đây. Đây là của chú ấy. Chú mang đi chơi. Thế là bà sao không biết giá của ông chú. Đi chơi. Bà sao chị không biết giá. Ôn khả nát này. Tên liếu ấy. Ấy, ấy liếu không choang. Dàn đại màu anh ấy. Mì à? Anh không biết đổ mà sao anh phải bảo em đổ. Tiền bán ác phết đấy.